Xin chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì giá vàng ở trong nước và thế giới có những diễn biến trái chiều nhau. Đối với giá vàng thế giới thì đang có xu hướng tăng rất là nhẹ, đó là 0,1 USD trên một ounce. Và đối với giá vàng ở trong nước, tất cả các hệ thống vàng và các địa phương lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các hệ thống vàng như Bảo Tín, Minh Châu, Ngọc Hải, Phú Quý v.v. thì đều có xu hướng giảm về cả giá mua và giá bán. Cụ thể, giá vàng trong nước và thế giới trong buổi sáng ngày hôm nay 14 tháng 11 được niêm yết như sau. Còn đối với giá vàng ở trong nước, hệ thống SJC đang được mua vào ở mức đó là 41.160.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.440.000 đồng trên một lượng. SJC ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 41.160.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.420.000 đồng trên một lượng. Và SJC ở thành phố Hồ Chí Minh này thì có thấp hơn so với ở Hà Nội 20.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 41.200.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.400.000 đồng trên một lượng và có giảm 40.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Còn đối với Doji ở Hà Nội thì cả hai chiều mua vào và bán ra thì đều có xu hướng đó là giảm 40.000 đồng. Và hiện nay Doji ở Hà Nội chiều mua vào là 41.200.000 đồng và bán ra là 41.400.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo đó là SJC ở các ngân hàng. Thì hệ thống ngân hàng SHB chiều mua vào là 41.300.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.820.000 đồng trên một lượng. Hệ thống TP Bank Gold chiều mua vào là 41.210.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.430.000 đồng trên một lượng. Đối với hệ thống TP Bank Gold thì có tăng 210.000 đồng trên một lượng, tuy nhiên thì chiều mua bán ra thì lại giảm 170.000 đồng trên một lượng. Đối với ngân hàng Exim Bank thì giá niêm yết sáng nay đó là 41.600 và bán ra là 41.300. Chiều mua vào là 41.160.000 đồng và bán ra là 41.360.000 đồng trên một lượng và đều giảm 40.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tiếp theo đó là đối với hệ thống Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng hôm nay của hệ thống Bảo Tín Minh Châu có giảm 20.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và hiện nay Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào là 41.260.000 đồng và bán ra là 41.400.000 đồng trên một lượng. Hệ thống vàng Phú Quý SJC chiều mua vào là 41.220.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.420.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Mi Hồng là 41.220.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.370.000 đồng trên một lượng. Đối với hệ thống Mi Hồng này thì có giảm 30.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 60.000 đồng ở chiều bán ra. SJC ở Ngọc Hải và hệ thống PNG cũng có sự thay đổi về giá, đó là giảm về cả giá mua và giá bán. Trong ngày hôm nay thì hệ thống Ngọc Hải 24K, nhẫn PNG 24K, PNG 18K và PNG nhẫn tròn 24K thì đều có xu hướng giảm cả giá mua và giá bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và cũng trong ngày hôm nay thì hệ thống Doji ở các địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng giảm về cả giá mua và giá bán, đó là giảm 40.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Và cũng trong buổi sáng ngày hôm nay thì vàng nữ trang 10K, 14K, vàng nữ trang 18K, vàng nữ trang 24K và nhẫn 4 số 9 cũng có xu hướng giảm về cả giá mua và giá bán và giảm rất là nhẹ, dao động từ 30 cho đến 40.000 đồng trên một lượng. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết giá vàng của tất cả các địa phương trong ngày hôm nay, buổi sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019. Và ở cuối video thì mình sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn về tỷ giá các ngoại tệ ở trên thế giới. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên kéo xuống phía dưới ấn đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.